Chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ cho mọi người xem cái sen củ sen chăm bón và củ sen trồng thuận tự nhiên như thế nào nhá. Đây là hai loại sen, sen trồng thuận tự nhiên và sen chăm bón. Thì hai cái củ này nó đã khác nhau rất là nhiều. Đây là củ sen trồng thuận tự nhiên này, đây là củ sen chăm bón này. Đây, em sẽ làm một video quay trực tiếp cho mọi người để so sánh giữa hai sen này nhá. Về vấn đề cân nặng này, đây là củ sen chăm, là 1 cân. Đây là củ sen trồng thuận tự nhiên, 2 nặng rưỡi. Sáu nặng. À, 1 nặng rưỡi. Vậy thì cái sen chăm bón này nó gấp 8 lần sen này. Sen sản lượng của sen trồng thuận tự nhiên chỉ bằng 20 đến 25%, còn cái sen trồng chăm bón này thì đạt 100% nhé mọi người nhé. Khi mọi người mua thì mọi người nên để ý